Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam cần làm gì để gắn kết thêm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và những nước dân chủ và tự do trên thế giới. Những diễn biến liên quan đến vụ tàu hải cảnh của Trung Quốc gần đây đâm chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam vào hôm 2 tháng 4 năm 2020 cho thấy dường như Hoa Kỳ là nước mạnh mẽ nhất bênh vực Việt Nam, trong khi Việt Nam xa dần khỏi vòng tay êm ấm của Trung Quốc và có vẻ ngả sang về phía Mỹ. Đây là nhận định được đưa ra. Và vừa qua các bạn cũng đã chứng kiến những hình ảnh rất ấn tượng, đó là việc tàu sân bay Mỹ đã vào Việt Nam để thăm, và đây là động thái khiến cho Bắc Kinh khá khó chịu. Và những nhà quan sát cũng đưa ra những nhận định của mình. Và luật sư Ngô Ngọc Trai từ Hà Nội cho rằng Việt Nam nên gắn kết với Mỹ bằng cách tranh thủ sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bài viết được đăng trên trang BBC News tiếng Việt vào ngày 11 tháng 4 năm 2020. Hôm 9 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ trên hai trang mạng xã hội. Nội dung cho biết lô hàng với 450.000 bộ quần áo bảo hộ y tế đã được đưa tới Mỹ để chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang hoành hành ở đây. Đây là hình ảnh dòng trạng thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm ơn chuyến hàng từ Việt Nam. Cả trên Facebook và Twitter đều có hàng trăm ngàn lượt thích, hàng chục ngàn lượt chia sẻ và bình luận, trong đó có rất nhiều người từ Việt Nam. Và cũng trong đoạn chia sẻ ngắn, ông có nhắc đến vai trò hợp tác của những người bạn ở Việt Nam và lời cảm ơn kết thúc ở cuối câu. Sự việc ngay lập tức được các báo chí ở Việt Nam đăng tin hết sức rầm rộ. Và công chúng quốc tế cũng rất quan tâm. Tính đến trưa ngày 11 tháng 4 giờ Việt Nam, thông tin chia sẻ trên trang Facebook đã nhận được hơn 220.000 lượt bày tỏ cảm xúc và hơn 10.700 lượt bình luận và hơn 17.900 lượt chia sẻ. Bài trên trang Twitter cũng đã nhận được 98.000 lượt yêu thích và hơn 20.600 lượt chia sẻ và gần 9.000 bình luận ý kiến. Thì đây là một thành công rất lớn của phát ngôn của ông Tổng thống Mỹ Donald Trump về Việt Nam. Và để ý nhìn lại thì sẽ thấy trong số mấy đời Tổng thống Mỹ ở gần đây như Obama, Bush, Clinton, có lẽ không ai nhiều lần nhắc đến tên Việt Nam như Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ví dụ như Tổng thống Obama, có lẽ trong cả hai nhiệm kỳ Tổng thống 8 năm, ngoài những bài phát biểu chính thức trong một vài dịp ngoại giao hoặc sự kiện có liên quan, thì tên Việt Nam được nhắc đến trong vài văn bản. Còn ở góc độ riêng tư cá nhân, có lẽ ông Obama khi đương nhiệm không khi nào nhắc đến Việt Nam. Nhưng đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, dường như Việt Nam là một địa chỉ dễ nhớ, gần gũi, đáng để quan tâm. Và chúng ta cũng đã chứng kiến những chia sẻ của ông liên tục về Việt Nam trong thời gian vừa qua. Vào hồi tháng 5 năm 2019, Tổng thống Donald Trump đã nhắc tới Việt Nam trong một bài phát biểu về vấn đề thương mại với Trung Quốc. Ông nói như sau: nhiều công ty bị áp thuế nhập khẩu cũng đã rời khỏi Trung Quốc để chuyển tới Việt Nam và các nước tương tự ở châu Á. Lời phát biểu có giá trị như một lời quảng cáo cho các doanh nghiệp về những cơ hội kinh doanh thương mại tại Việt Nam. Đây là một điều rất đặc biệt của vị Tổng thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ này. Và cũng trong một lần khác, vào năm 2019, ông Tổng thống Mỹ Donald Trump có nhắc tới Việt Nam nhưng theo một nghĩa tiêu cực, khi cáo buộc Việt Nam cũng là nước trục lợi về thương mại đối với Mỹ. Đây là những điều mà chúng ta cần phải ghi nhận, những cái thông tin đa chiều của ông Tổng thống đưa ra về Việt Nam. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại phòng bầu dục vào ngày 31 tháng 5 năm 2017. Vào tháng 2 năm 2019, toàn thế giới theo dõi diễn biến cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên tại Hà Nội. Việc ông Trump đồng thuận đưa chọn Việt Nam làm nơi gặp gỡ chắc chắn sẽ đem đến hình ảnh tích cực của Việt Nam trên trường quốc tế. Trước đó, vào hồi tháng 11 năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đến Đà Nẵng dự hội nghị APEC và tranh thủ thăm Việt Nam. Và những hình ảnh về ông cũng tràn ngập các báo chí và truyền hình của Việt Nam vào thời điểm đó. Và dường như tên Việt Nam có tác dụng đem lại lợi ích.
và lợi ích cho Tổng thống Donald Trump, cho nên trong các phát ngôn xử lý công việc, ông mới viện dẫn và hay nhắc đến Việt Nam như vậy. Và cũng có thể do tính cách khác biệt mạnh mẽ, ông cho rằng có thể đi ngược lại các quan điểm chính sách truyền thống của các đời Tổng thống trước đó. Và ông muốn hóa giải bất đồng với Triều Tiên về kết thân với Việt Nam vốn từng là cựu thù với Mỹ. Hoặc cũng do những chính sách chiến lược lớn mà theo đó Việt Nam có vai trò quan trọng như chính sách Ấn Độ và Thái Bình Dương xoay trục hướng về châu Á để xử lý các thách thức tại đây, khẳng định lại uy thế của Mỹ ở nơi này. Và điều đó chúng ta cũng đã chứng kiến trong thời gian gần đây, tàu chiến của Mỹ liên tục tuần tra và đi sát các đảo tự xây cất của Trung Quốc, nơi các căn cứ quân sự của họ đóng giữ, và Trung Quốc đã rất bực tức vì điều đó. Và đặc biệt là Mỹ đang xử lý các vấn đề thương mại với quốc gia láng giềng của Việt Nam, đó chính là Trung Quốc. Và tựu chung lại, vì những lý do khác nhau, ông Trump hiện là người đang dành mối quan tâm thân thiện với Việt Nam. Và mặc dù bản thân ông cũng là người dễ gây tranh cãi ở nước Mỹ và nhiều phát biểu của ông ấy cũng bị dư luận phản đối. Nhưng đối với Việt Nam thì thấy trước ông Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa thấy Tổng thống nào nhiều lần nhắc đến tên Việt Nam như thế. Và ngay cả sau ông ấy, liệu sẽ còn ai khác nhắc đến tên Việt Nam nhiều như vậy hay không? Đây là câu hỏi đã được đặt ra. Tuy nhiên, với vị trí chiến lược của Việt Nam nằm ngay sát Trung Quốc, thì dường như Việt Nam là địa điểm mà có thể từ đó có những ảnh hưởng nhất định đến Trung Quốc. Và Việt Nam nên làm gì vào thời điểm này? Một câu hỏi cũng được đặt ra. Tổng thống Mỹ Donald Trump có một chính sách lớn là muốn đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Và ở góc độ cá nhân, dường như ông ấy lại gắn kết với Việt Nam. Điều này thành ra rất đáng phải quan tâm đối với các nhà lãnh đạo ở phía Việt Nam và Bộ Chính trị cũng như các ủy viên trung ương cần phải theo dõi những động thái tiếp theo của Tổng thống Mỹ Donald Trump để biết những đường hướng của nước Mỹ. Và luật sư Ngô Ngọc Trai cũng đưa những nhận định tương tự. Và báo chí quốc tế cho hay chỉ vài ngày khi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ lên tiếng phản ứng về hành vi được cho là Trung Quốc gây quan ngại nghiêm trọng trên Biển Đông vào hôm 9 tháng 4 năm 2020, thì Bộ Quốc phòng Mỹ cũng lập tức ra tuyên bố chỉ trích tàu hải cảnh của Trung Quốc tấn công tàu cá của ngư dân Việt Nam. Điều này dường như ngày càng sự ủng hộ của Mỹ lớn hơn đối với Việt Nam và đặc biệt trước sự bắt nạt của Trung Quốc. Đây là hình ảnh trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên tiếng quan ngại về thông tin tàu hải cảnh của Trung Quốc đâm chìm tàu cá của Việt Nam. Giới chuyên gia nhận định rằng tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ còn nặng ký hơn của tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, bởi vì hiếm khi nào Bộ Quốc phòng đơn phương lên tiếng về những vụ việc nhỏ nhặt kiểu tương tự như vậy, tức là chỉ có một cái tàu cá bằng gỗ của ngư dân Việt Nam bị tàu hải cảnh của Trung Quốc đâm chìm và chưa chết người, nhưng cuối cùng Bộ Quốc phòng Mỹ cũng phải lên tiếng. Và tuyên bố vào hôm thứ Năm của Ngũ Giác Đài đã nói như sau: Bộ Quốc phòng Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các thông tin về tàu hải cảnh của Trung Quốc va chạm và đâm chìm tàu cá Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa. Và tiếp theo, hành động của Trung Quốc trái ngược với tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Trong đó, tất cả các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều được đảm bảo chủ quyền, không bị cưỡng ép và có quyền phát triển kinh tế phù hợp với các nguyên tắc chuẩn mực quốc tế. Bộ Quốc phòng Mỹ lập luận trong tuyên bố được đăng tải trên trang web chính thức của mình như vậy. Và Mỹ tiếp tục đưa ra công bố như sau: Mỹ sẽ tiếp tục các nỗ lực hỗ trợ đồng minh và những đối tác đảm bảo tự do hàng hải, các cơ hội phát triển kinh tế ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Và bình luận về diễn biến này, hôm 10 tháng 4 từ Hà Nội, một nhà quan sát và phân tích an ninh chính trị khu vực nói với đài tiếng nói BBC News tại Anh Quốc như sau: Hôm qua có tuyên bố phản đối của Bộ Quốc phòng Mỹ về vụ tàu hải cảnh của Trung Quốc đâm chìm tàu cá của Việt Nam. Tôi hiểu rằng tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ còn nặng ký hơn cả tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ. Và Tổng thống Donald Trump đã giao quyền cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mark Esper cư xử ở châu Á, Thái Bình Dương cũng như Ấn Độ Dương. Và tin cho hay, trong tuần tới, theo dự kiến sẽ diễn ra một cuộc họp nhóm 4 nước bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc, được biết đến là tại Quad, trong đó có thể có những bàn thảo về an ninh khu vực và các trao đổi nhận thức thông tin giữa các bên liên quan.
một nhà nghiên cứu không muốn tiết lộ danh tính, nêu ý kiến từ một viện nghiên cứu chiến lược ở khu vực như sau. Họ đã quyết định không mời Bắc Kinh dự thính. Bắc Kinh với đại dịch từ Vũ Hán dường như đã hình thành xong quan điểm của phương Tây, trước hết là của Mỹ, Anh, Đức và Nhật Bản, rằng Bắc Kinh là kẻ thù chứ không còn là đối tác và đối thủ cạnh tranh chiến lược nữa. Và đây là điều hết sức thay đổi của các nước phương Tây với Mỹ là dẫn đầu. Và tiếp theo thông tin được chia sẻ tiếp. Vì thế họ sẽ không mời Trung Quốc, và Quát đang có giả định rằng Bắc Kinh có thể tấn công Đài Loan và Trường Sa trong thời gian tới. Thì với những thông tin như vậy thì rõ ràng phía Việt Nam cần phải cảnh giác trong thời kỳ đại dịch này, vì tranh thủ cơ hội Trung Quốc cũng có thể bất cứ lúc nào tấn công, chiếm đóng lại các đảo mà họ rất mong muốn từ phía Việt Nam. Vậy nên Việt Nam cần hành xử như thế nào trong giai đoạn hiện nay? Luật sư Ngô Ngọc Trai nêu lại vấn đề chính trong điểm của mình. Đây là hình ảnh bảng thống kê và biểu đồ theo dõi dịch bệnh cho thấy nước Mỹ đang chứng kiến 2 tuần đau đớn kỷ lục như Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ với các công dân của mình trước đó. Được cập nhật vào ngày 12 tháng 4 với tổng số ca nhiễm bệnh hơn nửa triệu người và hơn 20.000 ca tử vong vì dịch đại cúm Vũ Hán. Và hiện nay, nước Mỹ đang bị tấn công bởi dịch cúm. Theo tính toán, tới sáng ngày 11 tháng 4, nước Mỹ có hơn nửa triệu người mắc bệnh và gần 18.698 người tử vong. Đây là con số được đưa ra, và con số này đã tăng không ngừng từng ngày, từng giờ. Và để thấy được mức độ nghiêm trọng, có thể so sánh với một trong những trận đánh quân sự để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử của nước Mỹ, đó chính là trận Trân Châu Cảng. Nước Mỹ đã mất khoảng 2.500 người ngay lập tức vào lúc đó. Và như thế, đến nay, dịch cúm đã gây ra tổn thất về người gấp 7,4 lần số thương vong của trận Trân Châu Cảng, và con số này còn chưa dừng lại. Và chính Tổng thống Mỹ Donald Trump đã so sánh đại dịch cúm Vũ Hán đến từ Trung Quốc như một trận Trân Châu Cảng. Và trong khi đó, các nước đồng minh của Mỹ thì lại cũng khó có thể giúp gì được khi mà chính họ cũng đang gặp khó khăn. Còn tại Việt Nam thì tình hình dịch bệnh lại khác. Theo số liệu của Bộ Y tế Việt Nam, tính đến sáng ngày 11 tháng 4, Việt Nam có 257 ca nhiễm, có 113 ca đang điều trị và 144 ca khỏi bệnh mà chưa có trường hợp tử vong. Theo đó, dịch bệnh ở Việt Nam vẫn đang trong vòng kiểm soát và chưa có thiệt hại về người. Đây là lúc Việt Nam cần lưu ý đến việc sử dụng nguồn lực của mình để hỗ trợ các nước nhằm xây dựng cho mình quyền lực mềm. Đấy cũng là những hành động Việt Nam vừa qua gửi những chuyến hàng hỗ trợ nhỏ đến một số nước. Và nhìn sang phía Trung Quốc thì thấy họ cũng đang hành động để tạo dựng quyền lực mềm, và Trung Quốc đã trở thành người hỗ trợ trang thiết bị y tế cho các nước trên thế giới, dù xung quanh việc đó còn có nhiều tranh cãi. Và bản thân Đài Loan cũng đang hành động để tạo dựng một cái quyền lực mềm trước thế giới. Họ đã chuẩn bị một ngân khoản khoảng 30 tỷ đô la và sẵn sàng hỗ trợ các nước cùng một câu khẩu hiệu như sau: Đài Loan có thể giúp. Tuy nhiên, điều này không làm vui lòng Bắc Kinh, vì họ không bao giờ muốn Đài Loan hiện diện ở những nước khác. Và ngay cả việc trong Tổ chức Y tế Thế giới thì Đài Loan vừa qua đã thông báo những ca nhiễm bệnh từ người sang người tại Trung Quốc nhưng đã không bị được để ý, và cuối cùng bệnh dịch lan ra toàn cầu vì Trung Quốc không muốn. Và nhìn lại lịch sử đã thấy rất có ít dịch trong lịch sử Việt Nam. Việt Nam đã trở thành cái người giải cứu các nước khi đưa những chuyến hàng nhỏ ủng hộ các nước khác. Đây là hình ảnh vào chiều ngày 7 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng trao số hàng 550.000 khẩu trang, vải kháng khuẩn, chống giọt bắn do Việt Nam sản xuất, hỗ trợ chống dịch cúm Vũ Hán tặng chính phủ các nước bao gồm Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Anh Quốc. Một lần hiếm hoi là hồi năm 1944 đến năm 1945, Bộ đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân của ông Hồ Chí Minh đã tìm cách cứu các phi công đồng minh bị Nhật bắn rơi ở khu vực miền Bắc, rồi đưa đường chỉ lối cho họ về trở lại đơn vị. Và bản thân ông Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đó với tầm nhìn xa đã thấy được việc làm của mình sẽ giúp gây dựng mối quan hệ với lãnh đạo phe đồng minh và sẽ đưa đến những điều có lợi cho Việt Nam. Và mấy năm gần đây, Việt Nam đã gửi các đội và nhóm y tế tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan chẳng hạn.
và kết quả đã tạo hình ảnh tốt, Việt Nam trở thành một thành viên có trách nhiệm xây dựng và đóng góp trong cộng đồng các quốc gia. Nay, đại dịch cúm Vũ Hán chính là một dịp để Việt Nam nắm bắt cơ hội trở thành người giải cứu. Và lâu nay, Việt Nam đã phát triển là nhờ hai điều. Người nước ngoài đến đầu tư, làm ăn và du lịch ở Việt Nam, và người Việt Nam sang nước ngoài để lao động. Kiếm tiền gửi về trong nước, đây là hai nguồn thu rất lớn mà Việt Nam từ trước đến nay luôn luôn mong muốn ngày càng có nhiều nguồn thu hơn. Và chính vì vậy, họ càng phải giúp đỡ và hỗ trợ thêm những nước nào mà họ có khả năng thì sẽ đem đến cái tình cảm tốt hơn đối với Việt Nam. Và vấn đề đặt ra là phải làm sao để khi hết dịch cúm, người nước ngoài với sự khuyến khích của chính phủ nước họ sẽ quay trở lại Việt Nam đông hơn và chi tiêu nhiều tiền hơn, cũng như đầu tư lớn hơn. Và người Việt Nam đi đến các nước cũng sẽ thuận lợi hơn vì đã có thông tin trước đó Việt Nam sẵn sàng giúp những nước khác trong khả năng của mình. Và để đạt được mục đích đó, chính phủ Việt Nam có thể đã gợi ý về phía Mỹ và Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Việt Nam sẵn sàng đưa nhân viên y tế người Việt sang hỗ trợ. Đây là hình ảnh buổi tối ngày 8 tháng 4 năm 2020 ở một khu phố cao tầng ở quận Bình Thạnh, trong những ngày cách ly toàn quốc. Nhân lực có thể cân nhắc điều động toàn bộ cán bộ y tế vừa trở về từ Nam Sudan từ cuối năm 2019 để đưa sang Mỹ hỗ trợ chẳng hạn. Ví dụ thế, đây là một chương trình có thể đưa ra. Và với tính cách, quan điểm và thái độ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đối với Việt Nam rất có thể ông ấy sẽ nhận lời. Nếu làm được việc đó, thì Việt Nam sẽ đạt được mục đích là gắn kết thêm đối với Mỹ. Và quan trọng hơn nữa là Việt Nam sẽ có tên trên bản đồ nguồn nhân lực ngành chăm sóc sức khỏe và y tế trên thế giới thông qua những hoạt động của Việt Nam đối với các tổ chức của Liên Hợp Quốc cũng như đối với các việc mà giúp đỡ các nước khác trong hoạn nạn. Và đây là mảng nhân lực lao động mà Việt Nam hiện nay mới đang bước đầu gây dựng nhằm cung cấp số lượng hạn chế cho các đối tác, bước đầu là Nhật Bản. Và một số quốc gia khác ở Đông Nam Á, ví dụ như là từ Philippines, thì từ lâu nay đang giữ thị phần rất lớn về nguồn nhân lực, nhân viên y tế này. Theo bài Xuất khẩu lao động Philippines, con dao hai lưỡi, trên báo Tuổi Trẻ Thủ Đô cho biết, nước này có tới 10 triệu lao động ở nước ngoài. Và quả thật, đi đâu ở các nước châu Âu cũng đều gặp những người lao động Philippines sang đây miệt mài làm việc. Và bài báo cho biết Philippines cung cấp rất lớn nguồn lao động là các y tá, điều dưỡng và các công việc khác liên quan đến chăm sóc sức khỏe, làm tại các bệnh viện, phòng khám, doanh nghiệp hay tại nhà riêng ở các nước. Nay, Việt Nam muốn phát triển mảng cung ứng nhân lực trong lĩnh vực này, thì dịch cúm chính là một cơ hội mà Việt Nam nếu nắm bắt kịp thời thì sẽ tận dụng được và có thể đưa lao động trẻ và tiềm năng ở Việt Nam đi làm những việc mà đem lại thu nhập và tạo công việc làm. Ngoài ra, Việt Nam cũng cần phát huy thế mạnh xuất khẩu lâu nay là ngành may mặc, cần điều hướng sản xuất gấp số lượng lớn khẩu trang và quần áo bảo hộ y tế đạt yêu cầu và đúng chuẩn quốc tế để cung cấp cho các nước đang có nhu cầu rất lớn. Và bằng cách đó, Việt Nam sẽ tăng khả năng đóng góp cho công cuộc giải cứu thế giới thoát khỏi đại dịch cúm từ Vũ Hán. Và cũng qua đó, tăng mối gắn kết với vị Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump cùng với các nước dân chủ và tự do trên thế giới. Và cuối cùng, điều quan trọng nhất mà trước hay sau rồi Việt Nam cũng bắt buộc phải làm, đó là vứt bỏ hoàn toàn thể chế theo chủ nghĩa cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa đầy tham nhũng và đau khổ ở nước này. Điều mà chính ông Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nước dân chủ tự do trên thế giới luôn đấu tranh nhằm dạt bỏ cho nhân loại. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 13 tháng 4 năm 2020 về bản tin Việt Nam cần làm gì để gắn kết thêm với Tổng thống Donald Trump và những nước dân chủ tự do trên thế giới. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.